Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Mỹ đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tư cách nhà nước Palestine, mà theo đó yêu cầu Israel rút khỏi vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power giải thích quyết định phủ quyết của Mỹ rằng hòa bình giữa người Israel và Palestine chỉ có thể đạt được từ những lựa chọn khó khăn và thỏa hiệp. Những người lái xe đã gặp phải bất ngờ khi lưu thông trên vùng núi ở bang California vì tuyết và băng đóng dày nhanh chóng. 136 người lái xe bị mắc kẹt và lực lượng cứu hộ phải sử dụng thiết bị hạng nặng để lên đường núi phủ tuyết gần 30 cm. Một người phụ nữ vô tình bị đứa con trai 2 tuổi bắn chết tại một siêu thị Walmart ở bang Idaho, Utah. Cô bé rút khẩu súng đã nạp đạn để túi của mẹ ra và súng cứu con. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.